anh làm cũng vài lần ớt sừng rồi, cũng có mua ớt sừng của những cái đơn vị khác thì anh thấy cái ớt sừng của Sen Hồng là cái gọi là cái độ cao tàn của nó tốt hơn, độ vương tàn của nó tốt hơn, rồi phân cành nhánh thì nó cái vàng của nó là cao hơn, vàng nó cao hơn so với những cái giống kia. Ta cùng một cái cách chăm dinh dưỡng thì cái trái của Sen Hồng nó to hơn và nó ít cái trái cong hơn. Như Quỳnh xin kính chào quý bà con mình nha, xin kính thưa quý bà con. Ngày hôm nay Như Quỳnh xin kính mời quý bà con mình cùng xem về dòng ớt sừng Sen Hồng SH150 được trồng tại vùng đồng bằng sông Cửu Long và cụ thể ở đây là huyện Tân Phước của tỉnh Tiền Giang. Và xin kính thưa quý bà con thì như bà con mình cũng biết, ở tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta hiện nay là đang thời tiết là mùa mưa nha bà con. Đối với ớt sừng là dòng ớt chỉ địa thì đây là dòng ớt trái lớn, cho nên là bà con mình trồng trong điều kiện thời tiết mùa mưa thì rất là khó khăn và rất là nhiều bất lợi. Như vậy nhưng mà ngày hôm nay Như Quỳnh xin kính mời quý bà con mình cùng xem hết phóng sự để xem coi dòng ớt sừng Sen Hồng SH150 được trồng trong điều kiện thời tiết mùa mưa ở tại tỉnh Tiền Giang thì cây có phát triển như thế nào và trái trăng ra làm sao nha bà con. Và sau đây thì Như Quỳnh xin kính mời quý bà con mình cùng xem về khả năng phát triển của cây. Đầu tiên là mời quý bà con mình xem từ dưới gốc ha. Bà con mình thấy là gốc cây nè phát triển rất là tốt, gốc to nè. Về khả năng phân cành phân nhánh thì bà con mình thấy là cành nhánh phát triển khỏe, hầu như gần bằng thân chính luôn. Và bà con mình thấy là cây ớt sừng Sen Hồng SH150 có thân xanh mắt tím nha bà con. Và kính thưa quý bà con, một trong những cái đặc tính được bà con mình rất là ưa chuộng về dòng ớt Sen Hồng ớt sừng SH150 đó chính là cây rất là nhặt mắt, trái rất là nhiều luôn. Đây mời bà con mình cùng xem nha. Bà con mình thấy khả năng ra hoa đậu quả rất là tốt nè, trái rất là nhiều luôn. Và xin kính thưa quý bà con thì trên tay Quỳnh đang cầm đây là mẫu mã trái ớt sừng vàng Sen Hồng SH150 nha bà con. Thì như bà con mình thấy, ớt sừng vàng Sen Hồng SH150 có chiều dài trái lớn mà không tính cuống là tầm khoảng 9-10cm, còn nếu tính cuống luôn là tầm khoảng 14-15cm nha bà con. Và trái là có da bóng nè. Và về cái cuống trái thì bà con mình có thể thấy là cuống xanh, to và mập. Và cái màu thì ôm trọn cái đầu trái luôn. Với dòng ớt sừng vàng Sen Hồng SH150 thì đối với thị trường ở tại khu vực Tân Phước, Tiền Giang mình ở đây á, thì trái ẩn vàng hơi chuyển sang màu vàng như thế này là bắt đầu bà con mình thu hoạch để đem ra bán hàng thương lái nha bà con. Và sau đây Như Quỳnh xin được phép là bẻ trái ớt ra để bà con mình cùng xem quan sát cái ruột bên trong nha của ớt sừng vàng Sen Hồng SH150 thu hoạch ở cửa thứ 6 tại Tân Phước của Tiền Giang nè. Đây nha bà con, thì như bà con mình thấy ha, bà con thấy là cơm rất là dày luôn nha bà con. Đây cơm rất là dày nha, rất là giòn. Và vừa bẻ ra là ớt sừng vàng Sen Hồng SH150 là sọc lên cái mùi rất là thơm. Và một số bà con mình điện thoại đến hỏi công ty là ớt sừng vàng Sen Hồng có cay hay không, thì Quỳnh xin đảm bảo với bà con mình là ớt sừng vàng rất là cay nha bà con, và thơm nữa. Đây mời quý bà con mình cùng xem nha, cơm rất là dày nè. Và bà con mình thấy đặc biệt á là ớt sừng vàng SH150 đây là hạt trắng nha. Đây bà con thấy hạt trắng, không có bị đen nha bà con. Anh Quân ơi, cho em hỏi thăm với, đây là mình thu hoạch ở cửa thứ mấy rồi hả anh Quân? Anh thu hoạch cửa thứ 6 rồi. Dạ, ở cửa thứ 6 rồi hả anh? Ừ. Dạ, anh cho em hỏi thăm là khi mình ươm cây con á, là mình khi mình đem ra ruộng thì cây con nó có nhanh bắt rễ không anh? Tại vì cái cách làm của anh á, là anh ươm trên bầu, không có chạm đất để cho nó già cây, rất là già cây. Dạ. Của anh ươm là anh đại nó tới khoảng 2 tháng tuổi anh mới đem xuống dưới đất này anh trồng. Vậy ha anh? Dạ. Khi mà đem xuống này trồng là khoảng 20 mấy ngày đã ra bông rồi. À. Nên cái cây nó cứng cáp, đưa xuống dưới đất là nó lẹ bắt rễ lắm. Dạ. Đưa xuống là bắt liền. Dạ. Là ở đây là anh Quân là áp dụng kỹ thuật là tức là mình cũng gieo vô bầu nhưng mà cái nhưng mà anh để cây là phải, cây già hơn chút là đúng tầm rồi. Khoảng 2 tháng mới đem ra ngoài ruộng trồng. Đúng rồi. Dạ. Thì với cái kỹ thuật như vậy thì nó mang lại những cái ưu điểm gì ha anh Quân? Nhờ anh Quân chia sẻ cho bà con mình em chứ. Thì cái ưu điểm của nó là ở trên đó mình làm cho nó khằn vậy á. Dạ. Là cây không bao giờ bệnh. À. Nhất là mùa mưa này. Dạ. Hầu như là cây nó rất là già, cây nó không có bị bệnh thối lá. Dạ. Với mà nắm bệnh trong đúng cái mùa rồi, mưa này ha. Dạ. Là không sao cả. Dạ. Thì khi mình đưa xuống dưới đất á, dạ, mình trồng thì nó vẫn phát bình thường. À. Lúc trước anh
anh trồng, anh ương trực tiếp ở ở ngoài đất anh trồng á, thì cây nó phát rất là đã, nhưng mà vào mùa mưa á là cây nó phát sớm quá, ở ngoài nó non nhút, nó bệnh. Nó dễ, rất là dễ bị bệnh thối lá ớt. Thì đây là một cái kỹ thuật để bà con mình cũng có thể là áp dụng tại những cái mảnh ruộng của mình ha. Xin kính thưa quý bà con, thì như nãy giờ bà con mình có nghe chỗ chủ ruộng là anh Quân chia sẻ về kỹ thuật trồng ớt sừng vàng SH150, thì những cái kỹ thuật đó thì anh Quân áp dụng tại khu ruộng của mình. Và mình cũng có xin một cái số cái chia sẻ thêm, đó là đối với dòng ớt sừng vàng SH150 thì cái khối lượng đóng gói đó là 5g. Và về mật độ trồng, đầu tiên là về cây cách cây thì bà con mình làm trung bình là khoảng 60-70cm, còn về hàng cách hàng thì bà con mình làm tầm khoảng là 70-1m nha bà con. Và đối với cây lượng hạt giống để sử dụng cho 1.000m2 thì trung bình là từ khoảng 2-3 gói hạt giống nha. Và thời gian cho thu hoạch thì đối với dòng ớt sừng vàng SH150 thì đó bà con mình ươm cây con á, trung bình tầm khoảng 20-25 ngày bắt đầu đem ra ruộng gieo. Riêng về anh Quân ở chủ ruộng ở đây thì áp dụng kỹ thuật là để cây nó khằn hơn, là trung bình tầm khoảng 2 tháng anh Quân mới đem ra ruộng để trồng cây con nha bà con. Và từ khi mà trồng cây con cho tới ngày bắt đầu có thu hoạch hái cửa đầu tiên là trung bình tầm khoảng 80-85 ngày nha bà con. Thân và Như Quỳnh xin kính chào quý bà con mình ha. Như hồi nãy giờ bà con mình xem ngoài đồng ruộng thì thấy cây cối và khả năng phát triển, cũng như là nghe chỗ chủ ruộng là anh Quân chia sẻ rồi, thì tai nghe không bằng mắt thấy. Thì sau đây Như Quỳnh và anh Thân sẽ lấy từng trái ớt vừa hái nãy ở ngoài ruộng nè, để cho trong bịch và cân thử coi 1kg thì sẽ được bao nhiêu trái ớt sừng vàng SH150 nha. Rồi, cái này là 1kg nha. Rồi, bắt đầu là Quỳnh và anh Thân sẽ lấy xuống để đếm ra nha. Đây. Bắt đầu là Quỳnh và anh Thân sẽ đếm nha. Anh Thân nha. Anh Thân đếm đi anh Thân, em cầm cho. Rồi, bà con mình cùng đếm nha. Với Thân là đây là 1kg nha. Đếm thử coi được bao nhiêu trái. 2, 4, 6, 8, 1, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 nè, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 65 trái nha bà con. Đây bà con mình thấy không? Chỉ có là 65 trái là đã được 1kg ớt nha bà con. Thì chứng tỏ là ớt sừng vàng SH150 rất là nặng ký, dày cơm, mang lại hiệu quả kinh tế rất là cao cho bà con mình nha. Vừa rồi thì quý bà con mình cũng đã quan sát ở ngoài đồng ruộng cũng như là vào bên trong đây để xem về cái cân nặng và trọng lượng của ớt sừng vàng SH150, và được nghe một số lời chia sẻ từ chỗ chủ ruộng là anh Quân về dòng ớt sừng vàng, để anh Quân khi được trồng trong điều kiện thời tiết là mùa mưa ở tại Tân Phước của Tiền Giang. Và để biết thêm các thông tin về các loại hạt giống của công ty hạt giống Xuyên Hồng thì Thân và Quỳnh xin kính mời quý bà con mình là cùng vào YouTube bấm là hạt giống Xuyên Hồng, bấm xem và bấm đăng ký kênh để khi mà anh em cập nhật các phóng sự mới nhất thì bà con mình có thể xem được. Và cuối lời thì Thân và Như Quỳnh xin kính chúc quý bà con mình là luôn được trúng mùa trúng giá cùng với hạt giống Xuyên Hồng nha. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý bà con phóng sự lần sau nha.